Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Bộ trưởng Tô Lâm vui thú với đàn ngựa mới. Sáng ngày 8 tháng 6 năm 2020, buổi lễ ra mắt đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh, cảnh sát cưỡi ngựa ngay trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội khiến mạng xã hội đã xôn xao bởi hình ảnh cảnh sát cơ động hót phân ngựa trên đường. Rất nhiều bình luận hài hước và châm biếm được chia sẻ rộng rãi trên các trang Facebook. Và việc áp dụng kỵ binh vào lực lượng cảnh sát ở Việt Nam còn quá mới mẻ dưới mắt dân chúng đã quen với các phương tiện giao thông cơ giới. Hơn nữa, liệu đoàn cảnh sát cưỡi ngựa có được sử dụng hiệu quả, thích nghi với địa hình và khí hậu Việt Nam hay lại gây lãng phí ngân sách từ tiền thuế của dân cũng là một câu hỏi được dư luận đặt ra một cách nghiêm túc. Đây là hình ảnh đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh ra mắt vào sáng ngày 8 tháng 6 năm 2020. Trả lời phỏng vấn của báo trong nước, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm cho biết, cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ phục vụ bất kể công việc gì, thậm chí là sử dụng trong lễ tân nhà nước, nghi thức quốc gia. Bộ trưởng nói bây giờ các nước hiện đại họ cũng dùng ngựa trong thành phố, công việc cũng rất là tốt. Được phép của chính phủ, Bộ Công an đầu tư xây dựng, có sự giúp đỡ hợp tác của nhiều nước trên quốc tế đã phát triển lực lượng kỵ binh này. Hiện số lượng ngựa đang phát triển dần lên và sẽ tiếp tục được nội địa hóa, nhân giống ngựa trong nước như ngựa Bắc Hà hay ngựa ở các vùng đồng bào miền núi đã quen thuộc địa bàn. Ông nói các nước họ cũng có hình thức như vậy, tất nhiên mình không phải đặt mục tiêu sang trọng, nhưng đó là những nghi thức quốc gia chung thì tiến đến có thể nghiên cứu. Bộ trưởng Tô Lâm nói trước mắt dùng đội kỵ binh trong phòng chống tội phạm, trong tuần tra kiểm soát. Bộ Công an đã thành lập đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh để huấn luyện và sử dụng ngựa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Và giống ngựa có sức khỏe tốt, khả năng thích nghi cao với điều kiện khắc nghiệt, lại sự dẻo dai, ngoại hình phù hợp với thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý các tình huống biểu tình, bạo loạn. Đặc biệt, giống ngựa này phục vụ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện địa hình rất phức tạp khi các phương tiện ô tô, xe máy, phương tiện đặc chủng không thể cơ động bằng. Tham gia đấu tranh truy bắt các đối tượng truy nã, ẩn náu, lẩn trốn tại các khu vực rừng núi, vùng biên giới. Ngoài ra, đội kỵ binh cũng phục vụ cứu nạn, cứu hộ tại các vùng, khu vực vùng sâu, vùng xa, điều kiện địa hình phức tạp, tổ chức đội hình tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự tại các thành phố, các điểm đến, du lịch. Đây là hình ảnh dân mạng xôn xao với hình ảnh cảnh sát cơ động kỵ binh kiêm nghề hót phân ngựa. Xung quanh dư luận lo ngại ngựa là mất vệ sinh trên đường phố. Một số hình ảnh tại nghi lễ diễu hoành tráng vào ngày 8 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Công an nhận định đây không phải là sự cố chưa lường trước. Theo Bộ trưởng Bộ Công an, do đặc tính của loài ngựa có ruột thẳng, ăn và tiêu hóa liên tục, nên vấn đề đảm bảo vệ sinh khi khai thác, sử dụng ngựa sẽ được tính toán kỹ lưỡng. Đơn vị kỵ binh của Hoàng gia Anh có thiết bị giữ vệ sinh cho ngựa, hứng chất thải ở dưới đuôi ngựa. Và các đô thị hiện tại cũng không thiếu thiết bị vệ sinh hút rửa chất thải vương vãi trên đường phố. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định việc này không ảnh hưởng nhiều đến vấn đề phát triển sử dụng kỵ binh tại Việt Nam. Các bình luận trên trang Facebook hầu hết đều mang tính hài hước và chế giễu, xuất phát từ những đống phân ngựa xuất hiện vô tư trên đường phố và ngay trước lăng Hồ Chí Minh. Facebook từ Việt Dân viết tiếp như sau: sáng nay, kỵ binh cảnh sát cơ động diễu hành tại đường Độc Lập. Con đường này đi qua hầu hết các cơ quan đầu não của chế độ và qua cả mả Hồ Chí Minh nữa. Sau khi diễu phố, những con bò cưỡi ngựa sẽ đi qua tòa nhà Quốc hội nơi các đại biểu đang chờ duyệt binh. Điều hài hước là những con ngựa đi vệ sinh tùm lum trên cả con đường, xuyên qua đầu não chế độ, công khai trước các mả Bác Hồ. Khi đứng trước các đại biểu Quốc hội, những con ngựa này tiếp tục bài tiết tung tóe, bất chấp những phát biểu dũng tuếch nhưng hùng hồn của các quan chức. Theo báo chí đưa tin, đám người cưỡi ngựa này sẽ diễu binh từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 6. Nếu đúng kế hoạch thì màn cưỡi ngựa vung vào trung tâm đầu não, thành trì của Đảng sẽ còn kéo dài nữa và nhân dân sẽ có thứ để giải trí trong 10 ngày tới. Nếu cuộc diễn hành tiếp tục như kế hoạch, rất có thể Bộ Công an sẽ cấp tốc thành lập thêm Tổng cục Xúc phân ngựa. Tổng cục trưởng sẽ mang hàm trung hoặc thượng tướng, ăn lương ngang thứ trưởng. Cuộc chạy đua ngồi ghế tổng cục mới dự đoán thì sẽ sôi động lắm. Và nhiều khi hình thức và đua đòi cuối cùng chẳng ra đâu và đâu cả. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia lễ ra mắt đoàn kỵ binh trước lăng Hồ Chí Minh.
Facebook Nguyễn Đức Thắng thì đưa ra hẳn căn cứ pháp luật cụ thể rằng đoàn kỵ binh xả phân ngựa trên phố đã vi phạm điểm D khoản 1 điều 7 nghị định số 167/2013 NDPCP với hình thức xử phạt được quy định cụ thể như sau. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng đối với hành vi để gia súc, gia cầm hoặc các loại động vật nuôi phóng uế ở nơi công cộng. Và đề nghị ông Tô Lâm nộp phạt làm gương đi. Blogger Nguyễn Đăng Thắng đã đưa ra đề nghị như vậy. Còn nhà báo Phạm Ngọc Dương đã bình luận thành một bài viết như sau. Hồi công an khu vực Hà Nội sắm xe đạp, mình dự đoán rồi sẽ chẳng ai đi, y rằng sau đó mình chụp được mấy cái ảnh khiến cộng đồng mạng phải phì cười ở Mỹ. Là cả đống xe đạp nguyên tem vứt ở gầm cầu thang phường Mai Động, phủ bụi, hoen gì. Vụ cảnh sát cưỡi ngựa rồi cũng thế thôi, chẳng chóng thì chảy, đàn ngựa cũng vào nổi cao mà thôi. Chẳng hiểu ông nào nghĩ ra cái trò vui, hài hài, tiếu tiếu này, thực sự là nó chẳng ra làm sao. Cứ cho là hình thức, cho nó vui, đầy nước ở châu Âu cũng thế, nhưng mà phải xem xét về lịch sử và văn hóa. Tức là lịch sử cha ông chúng ta có sống trên lưng ngựa, lấy vó ngựa, mở rộng bờ cõi hay không, hay chỉ ưa nhất trò, quất ngựa truy phong mà thôi. Lịch sử Việt Nam là kháng chiến du kích. Từ ngàn năm qua cho đến nay đều vậy. Thời xưa và xa hơn nữa, khi địa giới Đại Việt chẳng rõ thuộc về nước nào thì cưỡi voi. Người Việt ít cưỡi ngựa không phải vì không biết cưỡi, mà giống ngựa ở Việt quá bé, nhìn như con lừa, con la, con dê, con hoẵng. Người Việt Nam đã nhỏ, cưỡi được con ngựa mà trông ngựa vẫn nhỏ tí xíu. Thời nay ngựa vẫn nhỏ và người thì to hơn, nên nhảy lên lưng nó thật sự thảm thương. Đây là hình ảnh sau lễ ra quân rầm rộ, vì bây giờ hầu hết các xe đạp ở các đồn công an đều đắp chiếu bỏ vào kho vì không ai sử dụng. Thực ra ngựa ở Việt Nam chủ yếu để thồ hàng, xưa thì kéo xe. Ngày nay ở miền núi dân sử dụng thồ bao xi măng, vài cục gạch ở chỗ chưa có đường. Thi thoảng chị em mông vắt bắt ông chồng lên xe ngựa đưa trở về. Chứ địa hình địa vật miền núi mà người dân cũng chẳng cưỡi ngựa, vì đi bộ còn nhanh hơn cưỡi ngựa, ngựa bé tí xíu như con hoẵng. Quả thật, nếu muốn có tí hình ảnh công an cưỡi ngựa cho vui mắt, nên là một đội kỵ binh ở Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai gì đó, đi tuần tra biên giới chẳng hạn. Chứ ngựa ở thủ đô nhìn vừa hài, lại tốn thêm kinh phí, nuôi tổ, bưng bô, tức là hót phân, và nhà báo Phạm Ngọc Dương đã nhận định như vậy. Và ta đang sống ở thời hiện đại khoa học kỹ thuật 4.0, cớ chi lại quay lại thời kỵ binh nguyên bông. Tuyệt đối không dùng chỉ đạo, điều hành tùy hứng. Nếu cho cảnh sát cơ động cưỡi ngựa lên đường phố Hà Nội thì phải sửa đổi luật giao thông đường bộ, cần có trại nuôi ngựa, xây dựng nhà máy sản xuất móng sắt ngựa, nghiên cứu sáng chế túi đựng phân, nước đái ngựa để không rơi vãi trên đường là mất vệ sinh. Luật sư Trần Đình Triển viết hồi tháng Giêng vừa qua. Luật sư Lê Quốc Quân thì viết tiếp: sáng nay, đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động của Bộ Công an ra mắt. Một bài phát biểu quan trọng được phọt ra, nhiều lãnh đạo Đảng và Quốc hội chứng kiến đội cảnh sát sau đó đã phải dọn dẹp cái đoàn cơ động kỵ binh để lại. Và hy vọng sau khi các nhà lãnh đạo nếm mùi hương vị đoàn ngựa giống Mông Cổ này không bị xếp xó như các xe đạp của công an phường trước đây. Và trái ngược với các báo trong nước, hiện mạng xã hội đã có những nhận xét cho rằng cảnh sát cơ động kỵ binh kém hẳn oai vệ so với kỵ binh các nước, rằng ngựa giống như lừa, rằng ngựa gầy và nhỏ bé. Đây là hình ảnh đoàn kỵ binh tiếp cận lăng Hồ Chí Minh. Mấy con ngựa chạy như thế trên đường Việt Nam vào buổi trưa nếu không bị thối móng hỏng chân thì cũng mau kiệt sức và chết lắm. Facebook Trần Minh Hiền đã viết như vậy. Giống mấy con lừa quá, theo Facebook Nhân Nghĩa thì chia sẻ. Ông Lê Trọng Nghĩa Hùng thì đặt câu hỏi như sau. Tại sao ngựa chúng ta nhập từ Mông Cổ về mà nó nhỏ xíu như vậy? Phải chăng nó đã bị đánh cháo? Và không chê bai cảnh sát, kỵ binh hay ị binh đâu, ngựa nó ị ra trên đường phố thì đã có các bánh xe, máy, ô tô lăn tới, lấy đi ít nhiều rồi. Chưa kể tới các công ty môi trường, đô thị dọn dẹp. Mùi tí thì có đeo khẩu trang vào là được. Và quan trọng đây là hình ảnh mới của thủ đô, một lực lượng cảnh sát mới trông oai phong, có khả năng di chuyển nhanh và quản lý đám đông tốt nhờ chiều cao của ngựa. Và nói đến hình ảnh oai phong và chiều cao của ngựa, mới chợt nhận ra rằng cảnh sát Việt Nam cưỡi ngựa giống con la, con lừa. Chiều cao nó thấp hơn cả người, đầu nó thì cúi gằm xuống. Và ngay cả Indonesia là nước châu Á, có hoàn cảnh và con người tương đồng như Việt Nam, cảnh sát họ cũng cưỡi ngựa, trông oai phong hơn. Cùng một công dụng thì hãy chọn loại ngựa oai phong mà cưỡi. Nguyễn Lân Thắng đã bình luận tiếp, không biết nhà lãnh đạo phát biểu gì mà ngựa phọt ra cả
Bác Hổ ơi, chúng nó mua ngựa về giày xéo cửa mả nhà bác sáng nay rồi, để ra một đống to tướng. Mấy con ngựa này rất phản động, chúng nó quay đít vào lăng rồi vương vãi đầy đường. Cần nghiêm trị mầm mống phản loạn này bằng cách cho chúng hết vào nồi thắng cố. Luật sư Hà Huy Sơn thì nói tiếp như sau: chất thải của ngựa cũng đẹp, đội mũ bảo hiểm đi ô tô, mô tô cưỡi ngựa, nhìn dàn cảnh sát cưỡi ngựa giống như y như cái cảnh quần đùi mặc áo bông, chân đi guốc mộc, người to hơn ngựa. Mấy con ngựa nhập khẩu này không thuộc thủy tổ, chả mấy nữa đem nấu cao, lấy tiền thuế của dân cốt chỉ làm cảnh, tiêu tốn vô cùng. Đây là hình ảnh đoàn kỵ binh diễu hành với những đống chất thải của ngựa ngổn ngang ám ảnh. Facebook Lê Hoàng ở Hà Nội thì nói: mọi người cùng đụng bữa chiêm ngưỡng binh đoàn ngựa thải ra đầy trước nhà Quốc hội. Các anh cảnh sát cơ động không những biết cưỡi ngựa hay còn khéo trong việc hót chất thải nữa, thật đáng khen. Một Facebook đang sống tại Pháp thì bình luận tiếp: nghe đồn ở Việt Nam đang muốn thực hiện như các nước việc cưỡi ngựa diễu binh, mạng xã hội dâm gian lên ảnh. Hiện giờ cái người ta quan tâm hơn cả là rời thì nóng, có khi đạt đến 40 độ C mà có thêm cả mùi chất thải của ngựa nữa thì sống sao được. Và ở bên Pháp rất dễ bắt gặp các tuyến đường phố ở trung tâm hình ảnh cảnh sát cưỡi ngựa tuần tra. Khu trung tâm vẫn còn giữ lại kha khá đường đất, đường lát đá chứ không bê tông hóa hết, và các quận đều có các khu vườn, bãi cỏ rất tiên thơ, lãng mạn, tập trung đông khách du lịch và người dân quán xá về hè. Giờ đi tuần và tuyến đường chắc hẳn được sắp xếp hợp lý, còn chất thải thì vẫn có và không phải cứ ngựa vừa đi qua lại được hót ngay lập tức. Và chất thải có mùi khó chịu không? Dĩ nhiên là có. Tuy nhiên thì còn tùy thời tiết lạnh hay nóng, nhiệt độ ở Việt Nam thì rất nóng. Và đội kỵ binh nào cũng vậy, tất cả đều có một nỗi ám ảnh chung cần phải giải quyết mang tên chất thải ngựa. Nếu bạn chưa hình dung được cơn ác mộng ấy kinh khủng như thế nào thì đây, con ngựa các đội kỵ binh thường sử dụng thuộc giống ngựa lùn, mỗi ngày thải ra khoảng 18 kg chất thải, trung bình là 7 tấn mỗi năm, chưa tính hàng nghìn lít nước tiểu. Một chú ngựa cảnh sát trung bình làm việc khoảng 8 tiếng một ca 5 ngày trong tuần, nghĩa là sẽ cứ khoảng 1.400 kg chất thải xuất hiện trên đường phố mỗi năm. Và dĩ nhiên là khi có phân thải ra sẽ có người phải đi dọn, còn người đó là ai thì cần xem xét tiếp. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de về bản tin thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2020, Bộ trưởng Tô Lâm vui thú với đàn ngựa mới. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de